Chào các bạn, điện thoại xách tay luôn là một món hời cho các tín đồ công nghệ với cấu hình tốt, giá cả phải chăng và chất lượng không thua kém hàng chính hãng. Với các ưu điểm như thế này thì đây là sự lựa chọn đúng đắn cho các bạn sinh viên yêu công nghệ hay là những người không có một hầu bao rộng rãi để mua hàng chính hãng. Hôm nay, video này sẽ nói về những điện thoại đáng mua nhất của tháng 6. Một trong những chiếc điện thoại xách tay đáng mua nhất của tháng này mà mình muốn nhắc tới là bộ đôi iPhone 5 và 5S Lock. Mức giá khoảng 5,7 triệu đồng của 5S Lock hay là 3,7 triệu đồng của iPhone 5 Lock là mức giá hiện đang quá tốt nếu bạn muốn sở hữu một sản phẩm của Apple. Để dễ so sánh thì iPhone 5S hàng chính hãng đang có giá khoảng tầm 13 triệu đồng, quá cao cho một sản phẩm không phải là mới trong khi chất lượng là tương đương nhau. Hiện tại, cả iPhone 5, 5S Lock thì đều có khả năng nâng cấp lên iOS 9, được hỗ trợ tối đa từ Apple và quan trọng nhất là một thiết kế vẫn được rất nhiều người ưa chuộng. Tất nhiên là với bản Lock thì sẽ có một số bạn băn khoăn về khả năng hoạt động ở Việt Nam. Điều này cũng đúng với tâm lý người dùng mà thôi. Bộ đôi này là bản Lock có nguồn gốc hầu hết từ Nhật nên rất đảm bảo về chất lượng. Khi các bạn mua hàng tại Diệu Minh, mỗi máy thì đều được ưu đãi mua SIM ghép với chất lượng tốt nhất, đảm bảo các vấn đề về song sánh. Các lỗi nhỏ cũng dễ dàng được fix, đem lại khả năng hoạt động hoàn toàn giống với bản quốc tế. Một sản phẩm khác đang rất quen thuộc với anh em sinh viên yêu công nghệ là Skya 900. Skya Pantech đã gây dấu ấn tốt cho người dùng bởi chất lượng phần cứng quá tốt kể từ những sản phẩm rất sơ khai như là A770, A760. Mức giá 5 triệu đồng là giá bán của sản phẩm này trên thị trường. Đi cùng mức giá này là màn hình 5,6 inch cho trải nghiệm cực tốt, cấu hình khủng, pin trâu, nhiều phụ kiện, khả năng bảo mật vân tay và quan trọng nhất là bạn sẽ nhận được hỗ trợ cực nhiều từ cộng đồng người dùng Skya 900 tại Việt Nam. Sản phẩm này đã có những bản ROM tiếng Việt ổn định trên nền tảng Android 4.4.2. Những lỗi về tin nhắn 3G đã được khắc phục, những ứng dụng Hàn Quốc đã được loại bỏ nên người dùng có thể yên tâm sử dụng. Bộ đôi tiếp theo đến từ nhà sản xuất lớn thứ 2 và thứ 3 trên thế giới, Galaxy S5 của Samsung và Mi 4 của Xiaomi. Nếu Mi 4 nổi bật với thiết kế kim loại chắc chắn, RAM 3GB hay là hệ điều hành MIUI mới lạ thì S5 cũng không kém cạnh nhờ camera 16 chấm, cảm biến vân tay, khả năng chống nước và thay pin dễ dàng. Ở tầm giá 6 triệu thì đây là sản phẩm có sức hút mạnh nhất, giá vẫn rất phải chăng nhưng mang đầy đủ các tính năng của những chiếc máy cao cấp hơn. Nếu bạn đang băn khoăn về hai sản phẩm này thì không cần phải quan tâm về chất lượng của máy, mà hãy nghĩ xem mình muốn ăn chắc mặc bền với S5 hay là trải nghiệm một khẩu vị mới lạ trên Mi 4. Nằm ở mức giá cao hơn một chút với hai sản phẩm mình vừa nhắc tên là Z3 Ao, M8 và các sản phẩm LG Ten Vàng. Z3 Ao thì mang thiết kế đẹp, cấu hình tốt, màn hình đẹp và camera khủng, đặc biệt là khả năng chống nước. M8 lại có khả năng chụp ảnh thiếu sáng ấn tượng, vỏ kim loại bắt mắt và sang chảnh hơn. Còn những sản phẩm của LG Tem Vàng thì luôn đem đến một cấu hình tốt, màn hình chất lượng cao và một cộng đồng người dùng trung thành tại Việt Nam. Đi kèm với những đặc điểm này là một mức giá rất dễ chịu. Cụ thể hơn, M8 có giá dao động khoảng 7 triệu đồng, Z3 Ao thì ở trên mức 8 triệu đồng một chút, còn các sản phẩm Tem Vàng của LG giải rác ở các mức giá 5, 6 và 7 triệu, tương ứng với các dòng G2, G Pro 2 và LG G3 K6. Cuối cùng là một sản phẩm mới được tung ra vài ngày nhưng thu hút được khá nhiều người dùng Việt Nam, đó là HTC E8 với chiêu bài giảm giá 50% do chính HTC đem đến cho người dùng. Nếu một năm trước, HTC E8 ra mắt với mức giá trên 12 triệu đồng và nằm trong top những sản phẩm đáng mua cao cấp nhất thời điểm đó với những ưu điểm vượt trội về thiết kế cho tới hiệu năng, thì hiện tại One E8 vẫn là một chiếc smartphone cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng đáng để lựa chọn. Nhất là khi đơn trả hàng này của HTC chỉ toàn là phiên bản 2 SIM của chiếc E8, quá phù hợp với đối tượng khách hàng Việt Nam. Mức giá rất phải chăng mà HTC đưa ra cho chiếc máy này chỉ là 6,5 triệu đồng cho một sản phẩm cao cấp. Như vậy thì trên đây là những chiếc điện thoại đáng mua nhất trong tháng 6 này tại Diệu Minh. Có những sản phẩm màn hình lớn phù hợp cho các bạn chơi game lướt web, có những chiếc máy lại ghi điểm bởi camera tốt hay là các chức năng tổng thể hài hòa. Sau cùng, lựa chọn cuối vẫn là thuộc về bạn. Nếu như cảm thấy ưng ý với sản phẩm nào thì đừng chần chừ nữa mà hãy rước ngay chiếc máy đó về. Nếu các bạn có thắc mắc nào về những sản phẩm ở trên hay là bất cứ sản phẩm nào khác, đừng ngần ngại hãy comment ở phía bên dưới để đi review tổng hợp lại và trả lời cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.